Xin kính chào quý vị và các bạn. Tôi là Hà Linh, rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị và các bạn. Ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về nội dung dấu ấn trong chuyến công tác tại Lào của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Trong chuyến công tác tại Lào, Thủ tướng và thành viên đoàn đã tham dự hơn 60 hoạt động, cả song phương và đa phương, khẳng định hình ảnh chủ động, tích cực và trách nhiệm của Việt Nam, đồng thời góp phần thúc đẩy quan hệ của Việt Nam với các đối tác. Tối ngày 11 tháng 10, chuyên cơ chở Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, kết thúc chuyến công tác dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 44, 45 và các hội nghị cấp cao liên quan tại Viêng Chăn, Lào. Trao đổi với báo chí sau chuyến công tác, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh nhiều kết quả và dấu ấn của Việt Nam tại hội nghị lần này. Theo Phó Thủ tướng, với chủ đề thúc đẩy kết nối và tự cường, hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 44, 45 và các hội nghị liên quan là sự kiện tâm điểm của khu vực trong những ngày qua, thu hút sự quan tâm, theo dõi của cộng đồng quốc tế. Tinh thần kết nối và tự cường không chỉ để lại dấu ấn đậm nét tại các hội nghị lần này mà sẽ tiếp tục được lan tỏa và phát huy mạnh mẽ trong tương lai, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh. Về những đóng góp của đoàn Việt Nam tại hội nghị, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cho rằng, với lịch hoạt động dày đặc, liên tục trong 4 ngày, Thủ tướng và các thành viên đoàn đã tham dự hơn 60 hoạt động, cả song phương và đa phương, khẳng định hình ảnh chủ động, tích cực và trách nhiệm của Việt Nam, đồng thời góp phần thúc đẩy quan hệ của Việt Nam với các đối tác. Bên cạnh đó, đoàn Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Lào và các nước cùng đóng góp chủ động, thiện chí và trách nhiệm vào việc xây dựng các văn kiện hội nghị, nỗ lực xây dựng đồng thuận chung. Tại các hội nghị, phát biểu của Thủ tướng không chỉ làm sâu sắc hơn nội hàm của kết nối và tự cường trong bối cảnh hiện nay mà còn gợi mở tư duy, cách tiếp cận và ý tưởng phát triển mới cho khu vực xuất phát từ yêu cầu của thực tiễn, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn chia sẻ. Tại hội nghị, Thủ tướng đã khẳng định đoàn kết, thống nhất trong đa dạng, tự cường và tự chủ chiến lược là điều kiện tiên quyết để ASEAN vững vàng trong biến động. Trong triển khai quan hệ với các đối tác, ASEAN cần giữ vững vai trò trung tâm, duy trì độc lập, cân bằng chiến lược và ứng xử có nguyên tắc. Trong các vấn đề quốc tế và khu vực, ASEAN cần kiên định các lập trường nguyên tắc, đề cao luật pháp quốc tế, hiệp ước thân thiện và hợp tác ở Đông Nam Á, TAC và phát huy tiếng nói chung. Trước các chuyển động nhanh chóng, phức tạp của tình hình thế giới, khu vực hiện nay, Thủ tướng đã nêu bật 3 nhiệm vụ để ASEAN vững vàng phát triển và vững bước tương lai. ASEAN cần có tư duy kiến tạo, ý tưởng đột phá và hành động quyết liệt để phát huy vai trò tiên phong, dẫn dắt. ASEAN cần là cầu nối gắn kết các ưu tiên ở khu vực với các ưu tiên toàn cầu, tạo sự bổ trợ và cộng hưởng trong các nỗ lực, bảo đảm hòa bình, an ninh và phát triển. ASEAN cần khuyến khích sự tham gia và đóng góp rộng rãi hơn của các nhóm, giới, bao gồm các nghị viện, doanh nghiệp, thanh niên cho tiến trình xây dựng cộng đồng. Vun đắp và đưa quan hệ Việt Nam-Lào tiếp tục phát triển bền vững. Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cũng cho biết về những kết quả chính của các cuộc tiếp xúc song phương của đoàn Việt Nam với Lào và các nước, các đối tác trong dịp dự hội nghị cấp cao ASEAN. Cụ thể, nhân dịp dự hội nghị tại Viêng Chăn, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có các cuộc hội kiến với tất cả lãnh đạo cấp cao Lào. Các trao đổi giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo Lào hết sức chân tình, thực chất, thể hiện mức gắn bó tin cậy cao nhất. Thủ tướng Phạm Minh Chính một lần nữa khẳng định Việt Nam đặc biệt coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện với Lào, luôn nỗ lực vun đắp và đưa quan hệ Việt Nam-Lào tiếp tục phát triển bền vững, ngày càng đi vào chiều sâu. Lãnh đạo cấp cao Lào chân thành cảm ơn sự giúp đỡ chí tình chí nghĩa và sự hỗ trợ vô tư trong sáng của Việt Nam dành cho Lào trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như phát triển đất nước ngày nay. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác và kết nối hiệu quả trong các lĩnh vực, trong đó có cơ sở hạ tầng giao thông, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, chăn nuôi công nghệ cao, bảo đảm an ninh lương thực, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, du lịch, chuyển đổi số. Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao vai trò của Lào trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2024, khẳng định Việt Nam sẵn sàng tăng cường phối hợp với Lào và các nước để các hội nghị thành công tốt đẹp, góp phần phát huy uy tín của Lào và sự đoàn kết, đồng thuận của ASEAN. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có các cuộc gặp với Thủ tướng Lào và Thủ tướng Campuchia, cùng nhau nhấn mạnh truyền thống và giá trị của tình đoàn kết Việt Nam, Lào, Campuchia trong bối cảnh tình hình thế giới biến động phức tạp và khó lường. Nhất trí, tiếp tục phối hợp đưa quan hệ hợp tác ba nước ngày càng thực chất và hiệu quả, đáp ứng nhu cầu thiết thực của ba nước và phù hợp với nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Cũng nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ đã có các cuộc hội kiến, gặp gỡ, tiếp xúc với tất cả lãnh đạo cấp cao các nước, các tổ chức quốc tế. Tại các cuộc gặp, lãnh đạo các nước, các tổ chức quốc tế đều khẳng định tầm quan trọng của quan hệ với Việt Nam, đánh giá cao vị thế và vai trò ngày càng tăng của Việt Nam trên trường quốc tế. Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo cấp cao các nước đã trao đổi sâu rộng, toàn diện, rà soát việc thực hiện các thỏa thuận, đồng thời trao đổi các biện pháp tăng cường quan hệ trên các lĩnh vực truyền thống. Ngoài ra, còn mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo.
Trong thời gian hội nghị, lãnh đạo các bộ, ngành cũng đã có nhiều cuộc tiếp xúc với các đối tác Lào và các nước để trao đổi các biện pháp cụ thể nhằm tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực mà mình phụ trách. Ngày 11 tháng 10, nhân dịp dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 44, 45 và các hội nghị liên quan tại Viêng Chăn, Lào, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Tổng thống Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. Thủ tướng cảm ơn sự hợp tác, hỗ trợ quý báu của Liên Hợp Quốc đối với công cuộc đổi mới, phát triển của Việt Nam gần 40 năm qua. Khẳng định Việt Nam coi trọng và ủng hộ vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc trong quản trị toàn cầu, Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam sẽ tiếp tục ủng hộ chủ nghĩa đa phương, luật pháp quốc tế, đóng góp vào các nỗ lực toàn cầu thúc đẩy đối thoại và hợp tác, tham gia hiệu quả sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Thủ tướng cũng đề nghị Liên Hợp Quốc tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tăng cường khả năng chống chịu, ứng phó với thảm họa thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đánh giá Việt Nam là hình mẫu của hòa bình và phát triển bền vững, ngôi sao của ASEAN, đóng góp vào nâng cao tiếng nói và vai trò của các nước đang phát triển. Tổng thư ký mong phối hợp chặt chẽ với Việt Nam triển khai các kết quả quan trọng đạt được tại hội nghị thượng đỉnh tương lai, mong Việt Nam tiếp tục đi đầu trong các nỗ lực thúc đẩy hòa bình, ổn định, phát triển, bao trùm và bền vững trên toàn cầu. Tổng thư ký cũng nhất trí cao với tầm nhìn và cách tiếp cận toàn dân, toàn diện của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong giải quyết các vấn đề toàn cầu như thảm họa thiên tai, biến đổi khí hậu, già hóa dân số, cạn kiệt tài nguyên. Hai bên nhất trí tăng cường hơn nữa quan hệ ASEAN, Liên Hợp Quốc, phát huy vai trò cầu nối của ASEAN, thúc đẩy đối thoại, hợp tác trong bối cảnh thế giới và khu vực diễn biến phức tạp với nhiều mâu thuẫn, xung đột nổi lên. Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp ngắn với Phó Tổng thống Indonesia Maruf Amin tham dự hội nghị. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 18 tỷ USD theo hướng cân bằng hơn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước đầu tư thuận lợi vào thị trường của nhau. Thủ tướng đề nghị Indonesia tiếp tục phối hợp với Việt Nam hạn chế tối đa hoạt động khai thác hải sản trái phép, không khai báo và không theo quy định IUU, đối xử nhân đạo đối với tàu cá, ngư dân của nhau, phù hợp với quan hệ đối tác chiến lược và tinh thần đoàn kết ASEAN. Tối ngày 11 tháng 10, chuyên cơ chở Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, kết thúc chuyến công tác dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 44, 45 và các hội nghị cấp cao liên quan tại Viêng Chăn, Lào. Trao đổi với báo chí sau chuyến công tác, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh nhiều kết quả và dấu ấn của Việt Nam tại hội nghị lần này. Theo Phó Thủ tướng, với chủ đề thúc đẩy kết nối và tự cường, hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 44, 45 và các hội nghị liên quan là sự kiện tâm điểm của khu vực trong những ngày qua, thu hút sự quan tâm, theo dõi của cộng đồng quốc tế. Tinh thần kết nối và tự cường không chỉ để lại dấu ấn đậm nét tại các hội nghị lần này mà sẽ tiếp tục được lan tỏa và phát huy mạnh mẽ trong tương lai, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh. Về những đóng góp của đoàn Việt Nam tại hội nghị, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cho rằng, với lịch hoạt động dày đặc, liên tục trong 4 ngày, Thủ tướng và các thành viên đoàn đã tham dự hơn 60 hoạt động, cả song phương và đa phương. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.